chúng ta cùng bắt đầu chữa nhá. Ok. Câu đầu tiên. Để chữa nào. Câu đầu tiên là câu số 1. Phản ứng nào dưới đây cho thấy ammonia có tính khử? Thầy chữa chậm thôi nhá. Các em lưu ý đấy. Ok. Phản ứng nào dưới đây cho thấy ammonia có tính khử? Cảm ơn Kimiko Musi là một trong số những học sinh đang đi thi học sinh giỏi của thầy. Tính khử, vậy là khử thì phải tăng. Nitơ trừ 3. Nitơ 0. Trừ 3 lên 0 tăng. Vậy tính khử. Đáp án đúng đáp án. À các em nha. Dễ không? Tiếp tục sang câu số 2 nào. Các em nhanh tay xem về tường, xong tắt tất cả các bạn vào trong video live stream này. Ok. Câu số 2. Dãy các chất nào sau đây đều là chất điện ly? Có điểm rồi Nguyễn Đình Vinh nhé. Các em comment thật nhiều đáp án vào đây. Wow, thầy sẽ đọc tên ba bạn comment đầu tiên. Thanh Dung Banh, Nguyễn Văn Hoàng, Đào Thu Phương. Đều là ba bạn comment đáp án chính xác nhất. 8-9 bạn rồi. Các em xem nhanh về tường để làm sao hôm nay lên được hơn 100 bạn. Chúng ta cố gắng cùng học. Chúng ta tác các bạn vào trong video live stream này. Câu số 2. Dãy chất nào sau đây đều là chất điện đi mạnh? Dãy chất nào sau đây đều là chất điện đi mạnh? Chúng ta lưu ý nhé. Là chất điện đi mạnh. Thế thì chúng ta chú ý một điều rằng là để là chất điện đi mạnh thì nó phải là axit bazơ mạnh hoặc là muối. Nhưng mà phải trừ muối thủy ngân nhé. Vậy mình có này. Anh này axit trung bình, loại. Anh này axit yếu, loại. Được chưa? Anh này axit yếu, loại. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. 89 bạn rồi. Cố lên còn 11 bạn nữa. 10 bạn nữa thôi. Nhanh tay xe về tường để làm sao được 100 bạn. Đạt 100 bạn thì buổi sau thì lại live stream tiếp cho các em. Tổ chức thi tiếp. 92 bạn rồi. Câu số 3. Muối tạo thành là. Câu số 3 này chúng ta 96 rồi. Gần 100 rồi. 9669 rồi. Các em xe mạnh nữa lên các em ạ. Cố gắng lên. Mình có OH trừ 98 rồi. Chia cho H3P4. Thầy chữa hay như thế này mà buổi sau thầy mà ngừng thì buồn lắm. Thầy rất là mong muốn giúp đỡ cho các em. Ok. Mình có này. Số mol OH trừ chia số mol H3P4. Số mol OH trừ 295 rồi. Nhân với 0,15 thì bằng 0,3. Vậy số mol OH trừ bằng 0,3. Số mol H3P4 bằng 2 nhân với 0,1 thì bằng 0,2. 0,3 mà chia cho 0,2 thì bằng 1,5. 1,5 thì tương đương với lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. 1 thì tương đương với 1 là H2PO4 trừ. 2 tương đương với 2 là HPO4 2 trừ. Ghép vào là NaH2PO4 và Na2HPO4. NaH2PO4 và Na2HPO4. Đáp án đúng đáp án B. Bỏ. 100 bạn rồi. Ok, tối thứ 7 tuần sau thầy sẽ lại tiếp tục live stream giải đề cho các em. Mà nét căng như Sony luôn. Chắc tại mạng nhà em rồi Huy ạ. Chúng ta sang câu số 4. Chất nào sau đây thuộc loại lưỡng tính? Này có rất rất nhiều bạn thi. Chất nào sau đây thuộc loại lưỡng tính? Lưỡng tính. Lưỡng tính thì nó phải là axit. À để yên thầy đọc tên rồi nào. Những bạn nào trả lời câu số 4 đầu tiên. Thanh Dung Banh D. Thanh Dung Banh D. Thanh Dung Banh D. Chưa thấy bạn nào comment sau bạn Thanh Dung Banh luôn. Thanh Dung Banh đây chính xác. 4D. Lưỡng tính mà. Lưỡng tính là vừa có khả năng nhường proton H cộng HCO3 trừ. Nhường proton H cộng để tạo thành H cộng. Cộng với lại CO3 2 trừ. Hoặc là HCO3 trừ nhận H cộng. Là cộng thêm H cộng. Để tạo thành H2O cộng với lại CO2. Ok. Tiếp tục các em comment thật nhiều nhá. Comment thật nhiều đáp án vào đây. Nguyễn Minh Khái, Thái D, Trần Thu Hà D. Có bạn tên là gì bảo sao 2K2 chưa live stream? Thầy live stream rồi. Bạn ấy còn đi nhắn tin hỏi thầy các em. Đấy chứng tỏ còn rất rất nhiều bạn là không biết thầy đang live stream. Các em giúp thầy xem lại về tường trong tất cả các bạn của các em vào trong video live stream này. Nhiều bạn không biết lắm. Thầy thấy từ nãy đến giờ nhưng thầy mãi live stream quá. Thầy không thể nào mà xem được cho các em. Bây giờ làm thầy làm sao bình luận được. Nên bây giờ chỉ nhờ cho 105 bạn đang theo dõi video live stream này. Làm sao chúng ta phải tạo thành bão xe. Làm sao chúng ta phải tạo thành bão xe trên mạng. Để mà cho 102 bạn này sẽ đi giới thiệu thầy với thật nhiều các bạn khác. Để các bạn được biết đến là thầy Minh Myelin dạy hóa chất như thế nào. Tiếp tục nha, sang câu số 5. Có bao nhiêu cặp chất không cùng tồn tại? Không cùng tồn tại này tương đương nó phản ứng với nhau đấy các em ạ. Trong cùng dung dịch này, H cộng cộng với CO3 trừ. Làm sao cùng tồn tại được? Sắt 2 cộng cộng OH trừ. Tạo chất tiết tụa không cùng tồn tại được. Ba2 cộng với
S42 trừ không cùng tồn tại được. Đúng chưa? Vậy thằng này không cùng tồn tại, thằng này không cùng tồn tại, thằng này không cùng tồn tại nhá. H2, S4 và N3 cùng tồn tại. NaCl và CuS4 cùng tồn tại. Nhưng mà CH3, COH và NaOH không cùng tồn tại. Và đây bài hỏi là không cùng tồn tại. Vậy mình có 1, 2, 3, 4. Nhìn lại nhá. 1, 2, 3, 4. Vậy đáp án chính xác của chúng ta là đáp án câu 5. À, rất tốt. Được chưa? Ok chưa? Chúng ta tiếp tục nhá. Chúng ta tiếp tục sang câu số 6. Chúng ta tiếp tục sang câu số 6. Câu số 5 của chúng ta là đáp án A, à, chính xác. Câu số 6 nào. Bạn Nguyễn Văn Hoàn comment đầu tiên. Rất tốt. Bạn Thanh Dung Banh 6B, Quỳnh Phạm 6B, Vương Diễm Quỳnh 6B, Lê Ngọc Quỳnh Hoa được 10, không biết trốn đâu à. Khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp ở nhiệt độ cao thu được 6,2 lít khí CO2. Mình luôn luôn có này. Số mol CO2 thì luôn bằng số mol CO các em ạ. Số mol CO2 bằng 6,72 chia cho 2,4 thì bằng 0,3. Vậy ta có 0,3 x 2,4 thì bằng 6,2 lít. Đáp án đúng đáp án B. Ok, rất tốt. 7B, nhanh thế. Mình sang câu số 7. Câu số 7, 107 bạn rồi. 107 bạn, 109 bạn. Chính là 109 người sẽ đi giới thiệu thầy. Share lại video live stream này. Tắt tất cả các bạn của các em vào trong video live stream giúp thầy nhá. Câu số 7. Khi em nhìn thấy thầy là một trong số những số rất ít giáo viên khi mà vừa có đề minh họa của bộ dám live stream chữa full cho các em. Ta có này. OH trừ số mol 0,1 nhân với 0,01 bằng 0,001 vào NH4 cộng 0,1 nhân 0,02 bằng 0,002. Vậy tạo thành NH3 bay đi. OH trừ hết. Vậy suy ra NH4 cộng còn dư. NH4 cộng dư. Suy ra NH4 cộng dư. Mà NH4 cộng thì tính gì? Acid. Nên làm quy chuyển thành máu đỏ các em. Đáp án đúng đáp án B. Và chúc mừng những bạn comment đáp án B. Bạn comment đầu tiên là bạn Thanh Dung Banh. Bạn comment thứ hai là bạn Mạnh Hùng. Bạn comment thứ ba là bạn Hạ Bằng Bằng. Cả ba bạn đều comment rất đúng. Đình Mai Linh còn chưa kịp tập đề mà các bạn đã làm rồi. Câu số 8. Số phản ứng thuộc lại phản ứng cộng. Cộng em chỉ nhớ là nhiều thành một. Là ok. Được chưa? Chỉ cần nhớ thầy nhiều thành một là ok. Nhớ các em comment đáp án câu số 8 đây nè. Các em comment đáp án câu số 8 đây nè. Xem câu số 8 đáp án gì. 109 bạn đang theo dõi video livestream giúp thầy xem lại video livestream về tường nhá. Xong tắt tất cả các bạn của em vào trong video livestream này. 109 bạn, 111 bạn. Đấy, các bạn rất tốt. Các bạn cố gắng phải học thật giỏi vào nhá. Điểm thi thật cao để sau tới báo cho thầy biết. Ok. Nào, chưa thấy bạn nào comment. Chưa thấy bạn nào comment câu số 8. Thầy đang mải livestream để cũng chẳng làm gì được. À, Thanh Dung Banh 8B, rất tốt. Học sinh cũng offline này. Vivi Nguyễn B, chính xác. Khẩn trương nào các em. Cộng là nhiều thành 1. Anh này không phải cộng. Anh này cộng. Anh này không phải cộng. Anh này cộng. Anh này là thế, không phải cộng. Vậy thì có mấy thôi? 2,4 thôi. Vậy chỉ có 2 thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B các em ạ. Chúng ta sang câu số 9. Và cái câu nhận định định nghĩa đồng đẳng mà rất rất nhiều bạn sai. Các em rất kém về lý thuyết. Nên là như vừa nãy chị Duyên đấy, A1 trường Quỳnh Cô ấy bảo học thầy ngay từ đầu đi thì lý thuyết không bị kém, không bị đuối. Câu số 9 của chúng ta. Thanh Dung Banh 9B. Rất tốt. Luôn luôn là con người trả lời đầu tiên. Nhìn đến bạn Mạnh Hùng. 3 đến bạn chưa có bạn nào à. Đây 9. Định nghĩa đồng đẳng nào sau đây là đúng. Những hợp chất hữu cơ cùng cấu trúc phân tử sai. Cấu trúc phân tử phải là đồng phân.
cùng thành phần phân tử hơn kém nhau một cái nhiều nhóm xe đai nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau. Chính xác. Đáp án đúng đáp án B. Đấy, các em nhanh tay xe lại về tường nhá. Tất cả các bạn vào trong video live stream này. Và nhớ lịch live stream. Lịch là 20 giờ là thi thử này. Trong nhóm này. Sau đó đến 21 giờ là thầy live chữ đề. Trên fanpage nhá. Ok, có câu số 10. Câu số 10 này. Sục V-lít CO2 ở dung dịch CO2 này. Sục vào dung dịch CaOH 2 lần này. 2 nhân với 0,2 bằng 0,4 này. Thu được kết tủa là kết tủa CaCO3 này. 20 trên 100 bằng 0,2 này. Vậy bây giờ bài toán hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, số mol CO2 bằng số mol kết tủa. Trường hợp số 2, số mol CO2 bằng số mol OH trừ trừ số mol kết tủa. Số mol OH trừ này của chúng ta bằng 0,4 nhân 2 bằng 0,8. Số mol kết tủa bằng 0,2, vậy bằng 0,6. Vậy tìm được V. 0,2 nhân 2,4. 0,2 nhân 2,4. Chính xác, hai trường hợp đấy. Bằng 4,48 lít và 0,6 nhân 2,4 bằng 13,44. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Rất tốt. Rất nhiều bạn comment đúng. Ở đây ta có bạn Mạnh Hùng 10 giây đầu tiên, Thanh Dung Banh 10 giây thứ nhì, Ngọc Mạnh 10 giây thứ ba. Chúng ta thấy bạn Thanh Dung Banh rất là chăm chỉ học tập. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 11. Liên kết đôi do những liên kết nào hình thành? Liên kết đôi thì bằng một liên kết pi cộng một liên kết sigma. Vậy là một pi và một sigma, hay là một sigma và một pi? Đáp án đúng đáp án C. Ui, có rất rất nhiều bạn. Ơ, nhưng thầy chưa nhìn thấy tên của Hoàn. Chắc là Hoàn comment trước. Câu 12 nào. Câu 12 nào. Câu 12. Cần thêm bao nhiêu lần thể tích nước V2 khi pha loãng V1 lít dung dịch X có pH bằng 2 thành dung dịch mới có pH bằng 3. Thứ hai cần chú ý chút. V1 lít dung dịch X có pH bằng 2. Vậy ta tìm được là nồng độ H cộng sẽ bằng 10 mũ trừ 2. Suy ra số mol H cộng bằng 10 mũ trừ 2 V1. Đúng chưa? Thành dung dịch mới có pH bằng 3. Mà số mol H cộng giữ nguyên nhé. Pha loãng số mol H cộng giữ nguyên. Đúng chưa? Vậy ta có là 10 mũ trừ 3. Vậy suy ra nồng độ H cộng sẽ bằng 10 mũ trừ 3. Từ đó suy ra số mol H cộng sau bằng 10 mũ trừ 3 nhân với lại V1 cộng V2. Mà do số mol H cộng bằng nhau nên thấy được 10 mũ trừ 3 V1 cộng với lại V2 thì bằng 10 mũ trừ 2 V1. Hay nói cách khác, V1 bằng 9 V2. Đáp án đúng chúng ta V1 bằng 9 V2 hay V2 bằng 9 V1? Thể tích nước là V2. Đúng chưa? Pha loãng V1. À sorry, phải là V2 bằng 9 V1. Sorry. Đấy, thầy tính nhầm. V2 bằng 9 V1. 12 chúng ta đáp án đúng là đáp án D. Được chưa? Mình tiếp tục nha, sang câu tiếp theo, câu số 13. Câu cực kỳ hay. Ô, sao tụt xuống 88 bạn thế này? Các em nhanh tay xe lại về tường này. Tắt tất cả các bạn của em vào trong video live stream này nhá. Khẩn trương nhá. Bây giờ câu 12 vừa rồi là những bạn nào comment đúng đầu tiên nhỉ? Thầy đọc tên nhá. Hà Băng Băng comment đầu tiên. Nguyễn Hằng. Hà Băng Băng comment đầu tiên. Thanh Dung Banh thứ nhì. Nguyễn Quốc Lộc thì lại sai mất rồi. Nguyễn Ngọc Phương Trâm. Chính xác. Câu 13 nào. 13 comment đáp án thầy nào. 13. Thầy thấy Thanh Dung Banh 13G rồi. Ngọc Đặng G. Phạm Diễn Quỳnh G. Ta xem nhá. Ta có này. Hỗn hợp của thầy cùng FE và FeO. Khối lượng của nó bằng 16,4. Đấy, 90 bạn xe lại về tường nhá. Cộng với HNO3. Thu được sản phẩm khử duy nhất là NO. Số mol mà không bị 15. Chắc chắn do tác dụng HNO3 thì sắt phải lên sắt dương bạc. Vậy ta này là A. Đây này là B. Chúng ta có hệ phương trình luôn. 56A cộng với FeO. FeO thì bằng 72B.
bằng 16,4. Phương trình thứ hai, sắt 0 lên sắt dương 3, 0 trừ 3 bằng 3. Sắt dương 2 lên sắt dương 3, 2 trừ 3 thì bằng 1B. Bằng nitơ dương 5 về nitơ dương 2, 5 trừ 2 thì bằng 3 nhân 0,15. Chiêu làm của cái kinh điển của thầy. Đến đây các em tìm được rồi. Thầy bấm máy tính xem nhá. 56 bằng này, 72 bằng này, 16,4 bằng này, 3 bằng này, 1 bằng này, 3 nhân 0,15 bằng này, 0,1 và 0,15. A bằng 0,1, B bằng 0,15. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Vừa nãy thì vừa nhìn thấy một bạn bảo là không có đáp án nên chắc bạn đi nhầm. 13 chúng ta đáp án D. Các em xem lại về tường nha, những cái câu này là những cái câu mà rất hay thi trong cái kỳ thi của các em. Được chưa? Thế nên thầy mới chữa nhiều cho chúng ta. Chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 14. Câu số 14 bạn Thanh Dung Banh lại là một người comment. Từ từ, không phải Thanh Dung Banh. Anh đâu, Thanh Dung Banh lại là người comment đầu tiên rồi. Thanh Dung Banh rất tốt, hoạt động này rất tốt. Mạnh Hùng nhì. Mạnh Hùng nhì. Mạnh Hùng về nhì thôi. Đỗ Như Việt về bài. Chúng ta xem nhá. Đốt cháy hoàn toàn 0,448 lít khí A là một hydrocarbon. Hữu cơ là nhiều bạn sợ. Hydrocarbon là CXHI. Số mol mà 0,448 chia 2,4. 0,448 chia 2,4. 0,02 mol. Cho sản phẩm lần lượt qua bình 1 được đốt trong oxy thì để thu được CO2 và nước. Đúng không? Qua bình 1 đựng P2O5. Bình 1 đựng P2O5 thì nó giữ lại nước, để còn CO2. Qua bình 2 đựng CaO hai lần thì nó giữ lại CO2. Khối lượng bình 1 tăng 1,44 gram. Khối lượng bình 2 có 8 gram kết tụa CaCO3. Vậy khối số mol kết tụa bằng 0,08, chính bằng số mol CO2. Vậy số mol CO2 bằng 0,08. Số mol nước bằng 1,44 chia cho 18 bằng 0,08. Vậy mình tìm ra số nghìn tử carbon 0,08 chia 0,02. 0,08 chia 0,02 bằng 4. Vậy là C4 rồi. Số nghìn tử hydro bằng 2 lần số mol nước chia cho 0,02. Vậy là bằng 8. Vậy đáp án đúng chúng ta là C4. Hữu cơ đấy các em nhá. Hữu cơ đấy, khá là khó đấy. C5H12 có bao nhiêu đồng phân? Úi dồi ôi, câu này nhiều bạn kêu khó lắm. Kêu trời, kêu đất lên với thầy. Nhiều bạn kêu trời, kêu đất lên với thầy. Vì thầy ơi, câu này khó quá. Đúng không? Ôi sao hôm nay ít xe đấy nhỉ? Ôi mới được có 92 lượt xe này. Ôi sao hôm nay ít xe quá. Từng đây bạn theo dõi livestream mà chỉ được có tương đây xe á. Các em giúp thầy xe lại về tường và tắt tất cả các bạn của em vào trong video livestream này đi. Ôi bây giờ mới được có tương đây xe, hơi bị ít luôn. Mà comment cũng đuối luôn. Đấy, các em comment thật nhiều đáp án vào đây nhá. X nào, C5H12 có bao nhiêu đồng phân? Có bao nhiêu đồng phân? Thanh Dung Anh B. 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 Thấy rất nhiều B. Phạm Diễn Quỳnh B. Mina Linh B. Mình có này. C5H12. Vẽ nhá. 1, 2 và 3. Đáp án đúng chúng ta đáp án B là tốt. Câu 16. 16 nào. Và toàn 2,88 em tìm lại magie. Vậy thì tìm được số mol magie. 0,12. 1,792. 0,08. Thế đặt thí để khí x đi. Vậy thì có này, magie tác dụng HNO3. Magie thể magie 0 thì magie dương 2 trừ 2E. Cái này 0,12 thì này 0,24. Đúng chưa? Bảo toàn electron. Thế đặt cái này nhận ai? Vậy thì được là 0,24 thì bằng 0,08 nhân A. Suy ra bằng 3. Vậy suy ra khí sẽ nhận bài. Khí này mới nhận 3. Nitơ nhận 10 vứt, N2O nhận 8 vứt, Hoa nhận 1 vứt,
Anh này là nitơ dương 5, về nitơ dương 2, 5 trừ 2 bằng 3. Đáp án đúng, đáp án dê thì lại quay trở lại rồi. Ok, rất tốt, 95 bạn rất tốt. Các em giúp thầy share lại video live stream lên trên trang cá nhân, tag tất cả các bạn vào trong video live stream này. 2K học thầy phải kinh điển như gió cuốn, như bão lốc cho thầy. Câu 17, câu 17, những ion kim loại này có thể tồn tại đồng thời trong dịch. Đồng thời. 91 bạn này có muốn buổi sau thầy còn thực hiện video live stream nữa không? Ok. Những ion nào có thể tồn tại đồng thời trong dung dịch? Các em chú ý nha, phải theo dõi thầy thật sát sao vào, bởi vì thầy luôn luôn có những cái chuỗi bài khá là hay dành cho các em. Các em nhớ là tương tác với fanpage thật nhiều, để mà khi bất kỳ có cái bài gì của fanpage đăng lên, nhớ thì các em sẽ được nhận được tương tác tốt hơn. Những ion nào có thể là tồn tại đồng thời trong dung dịch, chúng ta chú ý là tương đương với việc là nó tồn tại đồng thời là không tác dụng với nhau. Không tác dụng với nhau thì tồn tại đồng thời. Tại vì dạo này Facebook đang giảm tương tác đấy. Vậy mình có này, Ba2 cộng với S42 trừ tạo thành kết tủa Ba2S42, đúng không? Đồng 2 cộng OH trừ tạo thành kết tủa CuOH 2 lần, loại tiếp. Canxi 2 cộng và CO3 2 trừ tạo thành kết tủa CaCO3, loại nốt. Đáp án đúng, chúng ta đáp án C. Dễ không? Dễ như húp chào. Làm các thí nghiệm sau, những thí nghiệm sinh ra H2, đặc nóng thì phải sinh ra NO2, loại. Đặc nguội thì không tác dụng, loại tiếp. Có sinh ra hydro, 1. Có sinh ra hydro, vậy là 3 và 4. Đáp án đúng, đáp án A các em nhá. Câu 19 à, để đọc đọc tên những bạn nào mà comment đáp án đúng câu 19 nhất. 19 Thanh Dung Banh đầu tiên, nhì đến Hạ Băng Băng, 3 đến Nguyễn Hằng. Nó xem nhá, 19 này, những chất nào sau đây không phải là dạng thù hình của nhau? Không phải nhé. Lưu hình đơn tà, lưu thường tà phương, thù hình oxy ozone, thù hình phốt pho trắng, phốt pho đỏ, thù hình. Vậy không phải thù hình là C. Câu 20 khí CO không phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây? CO nhé, CO thì không phản, chỉ phản ứng với oxit kim loại sau nhôm. CO phản ứng oxy, loại. Được chưa? CO phản ứng với thằng nào? Đồng, loại tiếp. CO có phản ứng với CaO không? N2O không? N2O3 không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? B. Câu 21 này. Dung dịch X có nồng độ OH trừ bằng đứng đây. Vậy đến đây thì tìm được POH. Không bao giờ nhầm. Trừ logarit nồng độ OH trừ bằng 2. Suy ra pH bằng 14 trừ pOH. 14 trừ đi 2 thì bằng 12. Vậy đáp án đúng chúng ta, pH chúng ta phải bằng 12. Đáp án đúng đáp án A các em ạ. 21 đáp án A. Tuyên Dương bạn, bạn nào comment đầu tiên? Mạnh Hùng, một cái tên khá quen thuộc, Mạnh Hùng. Nhì là Thanh Dung Banh, ba là Tiến Sky. Thanh Dung Banh lúc nào cũng nằm ở trong top, các em thấy không? Các bạn học sinh offline thì cực kỳ kinh, cực kỳ chất. Câu số 22. Hóa tan một kim loại M thì tìm được số mol của N2O bằng 0,56 chia 2,4 bằng 0,025 mol. Vậy hoàn toàn thì có này. N2O nitơ dương 5 mà biến thành N2O. Nitơ dương 1. 2 nitơ bên này là 2. 2 x 5 là 10. Trừ đi 1 x 2 là 2, 10 trừ đi 2 thì bằng 8. Mình nhận 8 này. Số mol là 0,025 thì suy ra 0,2 mol. Được chưa? Vậy mình sử dụng thủ thuật chiêu M kim loại chia tổng E trao độ của thầy, do thầy nghĩ ra 1,8 chia cho 0,2. Đúng chưa? 1,8 chia 0,2 bằng 9. Ông làm gì có kim loại nào bằng 9? Đúng không? 9 x 1 thì bằng 9, loại. 9 x 2 thì bằng 18, loại. Nhưng 9 x 3 thì bằng 27, nhôm. Đáp án đúng chúng ta, đáp án C. Ok. Dễ không?
22 nào. Các bạn nào comment đáp án đúng câu 22. Thầy nhìn hiện tại đây có mỗi Mạnh Hùng. Mạnh Hùng 22, Nguyễn Hằng 22. Minh Tâm 22, tốt, rất tốt. Mình sang 23 nhá. 23 nào. Hoàn toàn mờ gam. Sắt. Vào gì khác nở bao loạn. Hoàn toàn mờ gam sắt. Khác nở bao loạn. Thế thầy giải bảo toàn e cho em. Sắt 0. Lên sắt dương 3. Trừ 3 e. A ngày 3. Ni tơ dương 5. Về ni tơ dương 2. Nhận 3 e. 0.8-6. 0.04. Suy ngược này 0.4 nhân 3. 0.12. Bà toán nghe 3 bằng 0.12. A bằng 0.04. Để tìm khối lượng luôn. 2.24 gam. Và đáp án đúng chúng ta đáp án C. Ok chưa? Nguyễn Văn Hoàng. Học kỳ 2 nếu mà muốn dạy thầy Lai 2K2 2 buổi thì em phải làm sao cho được 1K bạn 2K2 theo dõi thầy. Cứ 1K bạn 2K2 theo dõi thầy thì chắc chắn thầy sẽ dạy Lai cho 2K2 luôn. Cứ đạt đến 1K nha. Hoàn cố gắng rủ dê các bạn. Làm sao được 1K bạn thì thầy sẽ dạy live cho 2K 2 buổi trên tuần. 24 Hạ Băng Băng 24B. Carbon và Silic đều có điểm giống nhau. Tính của xoa mạnh. Tính khử mạnh. Tính phi kim mạnh. Một câu này hay đấy. Giống nhau là gì? Tất cả đều sai ấy. Không phải. Phi kim mạnh cũng không hẳn mạnh đâu. Carbon silic không mạnh. Khử mạnh, carbon khử mạnh. Silic cũng khử nhưng không mạnh. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C. Tốt. 25. Dẫn từ từ mình tìm được số mol CO2 bằng 0.25. Số mol NaOH bằng 0.5 nhân 0.2 bằng 0.1. Đây số mol CO2 bắt đầu số mol NaOH bằng 0.2. Đây sử dụng chiêu đấy, số mol OH trừ chia số mol CO2 thì bằng 0.1 nhân 2 0.2 cộng với 0.2 chia cho số mol CO2 0.25. 0.4 chia 0.25 bằng 1.6. Lớn hơn 1 nhỏ hơn 2. HCO3 trừ CO3 2 trừ. Đúng chưa? Thì đặt anh này là A. Thì này là B. Thì có phương trình đầu tiên bảo toàn carbon A cộng B bằng 0.25. Phương trình 2 bảo toàn điện tích 2A cộng B bằng số mol trừ 0.2 cộng 0.2 bằng 0.4. Vậy đây thì tìm được A bằng Wow, 93 bạn đang theo dõi video live stream. Các em nhanh tay share về tường tát tất cả các bạn vào đây. Cố gắng lên, let's go. A bằng bao nhiêu nhỉ? 0.4 trừ 0.25 bằng 0.15. Và B chúng ta bằng 0.1. Vậy CO3 trừ bằng 0.15. Thế bài hỏi khối lượng kết tủa. Chúng ta cần lưu ý. Canxi 2 cộng cộng CO3 2 trừ thì mới tạo thành kết tủa CaCO3 được. Câu này kiểu gì cũng có nhé, trong đề thi ấy. Số mol canxi 2 cộng 0.1. CO3 2 trừ bằng 0.15. Vậy tính theo canxi 2 cộng. Rất nhiều bạn nhầm chỗ này. 0.1 nhân 100 thì bằng 10 cả. C rồi em. Nó tốt. Thầy nhìn thấy mấy bạn comment đáp án C này. Ngọc Đặng này, Thị Tâm Quỳnh này, Trần Thu Hà này, Hạ Băng Băng này. Rất tốt. Có 26. 26 để nhận biết các dung dịch sau. Người ta dùng thuốc thử nào sau đây? Thế thì để nhận biết các dung dịch này, người ta sẽ sử dụng dung dịch HCl. Tại sao? Nhìn nhá. HCl và Na2CO3 khí. Được chưa? HCl và SiO3 thấy dung dịch lỏng chìm xuống phía dưới. Na3P4 thì không hiện tượng. Phải đáp án đúng đáp án C. 27 nào. 27 nào. Cho hợp chất hữu cơ trong X có tổng số liên kết sigma là. Thế cái đếm là đơn giản nhất. Bao nhiêu hydro này? 3 cộng 1 đúng 4 5 6 hydro đã này. Liên kết CC này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này.
Được chưa? Thử đếm lại nha, bao nhiêu đồ? 3, 1, 4 này, 5, 6. Được chưa? Nhìn cái CC 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này. Thằng CO nữa là 12. Vậy tổng cộng mình có 12 linh kết đơn cho em ạ. 27 phải đáp án A. 12 linh kết đơn. Được chưa? Nhiều bạn đếm nhầm đấy. Tổng số linh kết sigma đấy. 12. 11 là thiếu thì đếm lại nhé. 3 cộng 1 4 này, 5 này. 6 này. Được chưa? 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, còn CO nữa. 28 dung dịch nào sau đây là quý tính hóa xanh? Anh này hóa đỏ này. Anh này hóa đỏ này. Anh này không chuyển màu này. Anh này hóa xanh. Xem. Câu 29. 29 mới hay. 29 nào. Cho 24,3 gam nhôm. Mình tìm số mol nhôm. 0,9 mol. Nhôm. Tác dụng hoàn toàn dung dịch khác nấu ba loãng. Thu độ hỗn hợp gồm NO, N2O. Tỷ khối so hydro là 20,25 với đoạn 40,5. Anh này 30. Anh này 44. 10,5. 3,5. 1/3. Vậy thế người đặt anh này là A thì anh này là A. Đúng chưa? Vậy thì có bảo toàn này. Nhôm không lên nhôm dương 3. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2 3. Nitơ dương 5 về nitơ dương 1 5 trừ 1 bằng 4 nhân 2 bằng 8. A bằng 3 nhân 0,9 chia cho 3 cộng với 24 0,1. Vậy số mol NO bằng 0,1 thì số mol N2O bằng 0,3. Vậy ta tìm được thể tích 0,1 nhân 2,4 thì bằng 2,24. 0,3 nhân 2,4 thì bằng 6,72. Đáp án đúng đáp án B. Dễ chưa? 30 à? Wow. 30 khá nhiều bạn comment. Hạ Băng Băng này, Phong này, Kim Ngọc này, Thị Tâm Huỳnh này, Champo này. Thành phần của NH3 gồm dung dịch nhé. Đây là NH3 tác dụng với nước để tạo thành NH4 cộng cộng OH trừ. Đây mũi tên hai chiều. Nên chắc chắn có NH4 cộng này. OH trừ này. Nước này. NH3. D mới đúng. 31. Chất mà nguyên tử nitơ trong đó thể hiện tính khử. Chỉ thể hiện tính khử. Tương đương với số oxy hóa thấp nhất. Dương 5 cao nhất. Không cao. Không lơ lửng. Dương 4 gần cao nhất thì trừ bằng dương 5. Trừ 3 thấp nhất. B bỏ. 32 nào. 32 nào. A gam kim loại gồm nhôm, magie, sắt. Tác dụng hạt đầu ba loãng dư thì thu được hỗn hợp khí gồm cố cạn dung dịch. Thu được 84,5 gam. Một muối duy nhất. Vậy không có nợ 4 đầu vàng. Và sau đây thì dạy các em một cái công thức thần thánh. Ta có M muối thì bằng M kim loại cộng với 62 nhân tổng nghe chưa? Đóng khung công thức này lại nha. Mọi người biết chưa? 84,5. M kim loại chưa biết là A. Cộng 62 nhân tổng nghe chưa? Nó no, trao đổi đài 3 nhân 0,01. N2O trao đổi 82 chứng minh nhiều rồi. 8 nhân 0,05. N2 trao đổi 10E nhân 0,04. Được chưa? Vậy đến đây là tìm được A. 84,5 trừ đi 62 nhân 3 nhân 0,01 cộng 8 nhân 0,05 cộng 10 nhân 0,04 bằng 33,04 gam. Thì nhân lại nhá. 3 nhân 0,01 cộng với lại 8 nhân 0,05 cộng với 10 nhân 0,04 bằng nhân 62 bằng 84,5 trừ n bằng
33,04. Vậy đáp án đúng đáp án D, bằng 33,04. Được chưa? À, từ từ. Từ từ. Từ từ các em ạ. Chất rắn khan chứa một muối duy nhất là muối nitrat, đúng không? Không có đợt 4, đợt 3. 3 giây. Câu này hơi không chuẩn. Câu này từ này sai. Phải ghi là không có đợt 4, đợt 3 chuẩn hơn. Thầy sửa đề chút nhá. Tiếp tục. Sang câu 33. Một muối duy nhất là sai. Như vừa nãy thầy ghi mới chuẩn. Tiếp tục nhá, sang câu 33. 33. Thể tích dung dịch HCl cần để trung hòa hỗn hợp dung dịch. Vậy thầy tìm được số mol của NaOH bằng 0,01 này, số mol của BaOH 2 lần cũng bằng 0,01 này. Nhưng để trung hòa thì ta có là số mol H cộng phải bằng số mol OH trừ này. Số mol OH trừ thì bằng 0,01 này. Cộng BaOH thì có 2 là 0,01 nhân 2 này. Vậy số mol H cộng bằng 0,03 này. Vậy tìm 0,03 chia cho 0,3 thì bằng 0,1. C. 3C rất tốt. Lê Ngọc Quỳnh Hoa là 1, Phạm Thị Diễn Quỳnh là 2, Trần Thu Hoàng là 3. Comment rất đúng, chính xác. Câu 34. 34 mới hay. 34 mới hay. Wow, Lê Ngọc Quỳnh Hoa 34A, Nguyễn Đức Lương C. Một bạn nữa thôi. Cần trước nó kém. 34 này. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp của các chất. C3H8 này. C4H8O2 này. C5H10 này thì thu được CO2 này. 2,688 0,12 và nước. Chúng ta lưu ý nhé, C4H8 này cho NCO2 bằng nước, C5H10 cho CO2 bằng nước. Không tin các em viết phương trình thế này, mỗi C3H8 cho CO2 nhỏ nước. Cái cộng gộp bọn này là chắc chắn là nước phải lớn hơn 0,12. Mà thể tích của V bằng 0,12 chắc chắn là lớn hơn 2,688. Suy ra V này phải lớn hơn 2,688. Bằng không được, phải lớn hơn cơ. Để đó mà đúng ta chỉ có thể là A. Dễ chưa các em? Và từ A. Rất tốt, rất tốt. 35 nào. Trang, Pô, Phong và Thanh Huyền. Ba bạn comment đúng. Đầu tiên, dung dịch thu được sau phản ứng có môi trường nào? Câu này rất hay. Số mol A chia cho 137 cộng 17 nhân 2 bằng 171. Số mol A chia 36,5. Số mol OH trừ phải nhân 2. 2A phần 171 và bằng A phần 85,5. Đớp nhau với H cộng A phần 36,5. Thằng nào lớn hơn? Đúng chưa? Tương đương với H cộng dư. H cộng dư thì phải môi trường gì các em nhỉ? Acid. Chính xác. Bút của thầy đúng rồi, công nhận. 35 đáp án D, acid nhé. Nhiều bạn chọn nhầm này. D, acid các em ạ. Comment đúng đầu tiên là Mạnh Hùng với Ngọc Đức. Nhiều bạn bị lừa lắm, có 35 nhiều bạn bị lừa. Có 36 nè. 36. Các em ơi, các em comment thật mạnh đáp án vào và share thật nhanh video live stream về tường, không là thầy ẩn nhá. Hoặc là nó bị trôi đấy, thầy live stream nhiều nó các em biết rồi. Khi so sánh hợp chất hữu cơ và hợp chất vô cơ thì nhận định nào sau đây hợp chất hữu cơ đúng độ biến nhiệt cao hơn sai? Em cho người với sắt nung thì chắc chắn là người sẽ bị chảy ra trước, sắt chảy ra sau. Tốc độ phản ứng nhanh hơn sai. Em nấu cơm với lại em đun nước thì dĩ nhiên là đun nước nhanh hơn. Độ tan trong nước lớn hơn. Sai. Em thả người em vào nước với muối vào nước thì dĩ nhiên em thấy là người em vẫn còn muối thì tan hết. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn. Chính xác. D. Lượng khí thu được khi hòa tan đồng vào HNO3 đặc. Đặc thì sinh ra NO2 nhé. Vậy thì có này. Đồng 0 lên đồng dương 2 trừ 2E 0,3 0,6 nitơ dương 5 phải NO2 nitơ dương 4, 5 trừ 4 bằng 1
cộng 1e. A. A. Tổng nghĩa nhân bằng tổng nghĩa nhận. A bằng 0,6. 0,6 mà nhân 2,4 thì bằng 13,44. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Được tốt. Chúng ta còn 3 câu nữa thôi các em ạ. 3 câu nữa chúng ta tạm biệt nhau trong buổi tối ngày hôm nay. Và lại chúng ta lại hẹn hò gặp lại nhau vào tối thứ 7 hàng tuần lúc 21 giờ. Thầy sẽ lại live stream chữa đề học kỳ 1 với các em. Ta có biểu thức liên hệ giữa A, B, C, D. 3 loại B loại C cộng. Cộng gì? Chẳng có gì cả. Bằng B cộng 2C cộng D. Đáp án đúng phải là đáp án. À, câu 39, một câu khá hay. Câu cực kỳ hay. Thầy sẽ nói thật to tên bạn nào comment đúng câu đáp án câu 39 tại đây. 39 ạ? À? 39 đáp án gì nào? 39 đáp án gì các em ơi? 39 cơ. Ôi mãi mới được có 151 bạn. 151 bạn. Mãi mới được 151 bạn. Xe. Ô xe nhiều nữa lên các em ạ. 39 bạn comment đầu tiên. Nhật Tiến, Nhi, Lê Ngọc Quỳnh Hoa, Ba, Ngọc Đức. Mỗi bạn một kiểu khác nhau. Các em non nhá, các em non kỹ cách giải này nhá. X, Y, Z kế tiếp đúng không? Trong các em đọc đúng không? Mấy hơn kém nhau một nhóm xe tay đúng không? Vậy thằng này 14. Thằng này 14 đúng không? Y chữ X bằng 14, Z chữ Y bằng 14. Vậy suy ra Z chữ X bằng 28. Vậy ta được Z trừ đi X bằng 28. Thứ hai, Z gấp đôi X, Z bằng 2. Suy ra thì tìm được MX bằng 28, MZ bằng 56. 28 thì thầy nghĩ ngay đến C2 H4. Gấp đôi lên thì là C4 H8. C2, H4, C4, H8. Kẹp giữa anh này là C3, H6. Vậy Y chúng ta là C3, H6. Số mon. Các em chú ý rằng là phần thi thử này của thầy tổ chức trong nhóm. Nên bạn nào mà muốn thi thử thì các em hãy vào nhóm học thầy Minh nhé. Tí thầy dính link ở bên dưới. Hấp thụ hoàn toàn để thầy thu được CO2. 0,1 x 3 bằng 0,3. CO2 hấp thụ vào CA quá 2 lần thì thu được kết tụa CA CO3 0,3. 0,3 x 100 30. Đáp án đúng đáp án C. Câu 40 của cuối cùng. Wow, Ngọc Đặng comment đầu tiên, Nhật Tiến comment thứ nhì và Mạnh Hùng comment thứ ba. Thu thử dùng để nhận biết cả ba người trên là gì? Rất nhiều bạn chọn D nhưng đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Tại sao? Tại vì AgPO4 tan trong mắt nổ mà. Em cẩn thận nhá. Đúng chưa? Vậy đây mình có, thực ra thì cái bài này cũng hơi là cái tranh cãi một chút, để chúng ta chú ý nhé. 40 đáp án A nha. Hôm nay chúng ta đã làm bài kiểm tra xong ở đây. Và các em cần nhớ lịch là 20 giờ thứ 7 là mình thi thử trong nhóm. Trong nhóm. Đúng chưa? Và 21 giờ thầy like trên fanpage. Có khá nhiều bạn không nhận được thông báo. Các em cần chú ý là tương tác với page của thầy thật nhiều để mà nhận được thông báo, để mà gặp được những cái kiến thức mà thầy có thể share cho các em. Bây giờ cũng khá là muộn rồi. Có lẽ chúng ta tạm nghỉ tại đây và hẹn gặp lại các em vào tuần sau. Bye bye, chào tạm biệt các em. Cảm ơn Nhật Tiến nhá.